ở Summit 599 á, thì đánh giá cao về cái sao tiếng của Micro. Thì Micro cho ra cái sao tiếng dày, chắc, khỏe. Khi mà chúng ta hát, nó có một cái điểm tựa nhất định giúp cho giọng của người ca sĩ người ta sẽ nổi bật hơn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất là vui gặp lại mọi người trong cái video clip lần này của Thiên Dũng Audio. Thì hôm nay thì Sen sẽ làm một cái nội dung liên quan đến micro. Thì với chi phí 10 triệu đồng thì chúng ta nên lựa chọn một cái bộ micro như thế nào là phù hợp. Thì qua video clip này thì mình sẽ giải thích cho mọi người. Đó, thì thật sự thì micro nó là một trong những cái thiết bị không thể thiếu đối với một cái bộ dàn karaoke gia đình. Thì micro nó mang cái tính chất, nó tạo nên cái nguồn cảm hứng khi mà chúng ta sử dụng, chọn lựa được một cái chiếc micro có cái chất lượng tương đối, và nó làm cho cái bộ dàn của chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện hơn, sẽ trở nên chất lượng hơn bao giờ hết. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu tiến hành đi giới thiệu cho mọi người ba cái dòng sản phẩm micro có cái chi phí khoảng tầm ở cái mức 10 triệu đổ xuống. Ok mọi người, thì trước mặt mọi người đây chính là ba cái dòng sản phẩm micro mà Thiên Vũ hay tư vấn cho khách hàng khi mà chọn lựa một cái bộ micro, cũng như là mà chọn lựa cho mình một cái combo dàn karaoke thích hợp. Thì đây sẽ có cái phân khúc giá khoảng tầm từ 7 triệu rưỡi cho đến khoảng tầm 11 triệu. Thì đó là những cái phân khúc giá của các bộ micro karaoke ở cái phân khúc gia đình. Chất lượng thì nói chung thì Thiên Vũ đã luôn luôn có trải nghiệm và cho cái đánh giá tốt nhất để tư vấn cho khách hàng làm sao phù hợp với mục đích, nhu cầu khi mà bán ra. Thì đầu tiên thì mình sẽ review, mình sẽ giới thiệu cho mọi người sản phẩm từ thấp đến cao cho mọi người có thể dễ hình dung được cái phân khúc giá của nó. Thì đầu tiên chính là cái dòng sản phẩm Summit 599. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà có thể nói là Thiên Vũ bán cũng khá là lâu. Và từ những cái đời Summit 599 ở series 1 đến nay nó là 599 series 2 rồi. Và về cái thiết kế mẫu mã cũng như là về cái chất lượng cũng đã được cải tiến khá là nhiều. Ở phiên bản 1 thì Summit 599 sẽ có màu trắng ở với cái đầu thu như vậy. Và ở phiên bản 2 này thì Summit 599 sẽ là phiên bản màu đen. Và chất lượng đầu mic của 599 cũng đã được cải tiến khá là nhiều. Mọi người có thể thấy nhìn khá là cứng cáp. Thì đối với cái dòng micro này nó sẽ có những cái ưu điểm nhất định. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu xíu về cái thương hiệu của Summit 599. Đây là một cái thương hiệu của Trung Quốc. Tuy nói là Trung Quốc nhưng cái dòng sản phẩm này có những cái chất lượng phải nói là tương đối là tốt và đánh giá là ngang ngửa với những cái dòng micro gia đình của JBL hay là những dòng micro của Shure. Thì nói về cái dòng sản phẩm Summit 599 này, nó sẽ có những ưu điểm nhất định. Về cái thiết kế sản phẩm tai mic thì mọi người có thể thấy nè, chất lượng đầu mic cũng như là thân mic được làm bởi chất liệu kim loại, nó rất là cứng cáp. Và khi mà chúng ta cầm nó cũng có một cái độ nặng nhất định giúp cho chúng ta cầm cảm giác chắc tay hơn bao giờ hết. Ở cái dòng sản phẩm Summit 599 này thì cái khả năng bắt sóng, độ nhạy của micro nó khá là tốt. Và chúng ta có thể đặt xa như vậy mà chúng ta hát vẫn có thể rõ ràng, rành mạch. Ở Summit 599 thì đánh giá cao về cái sao tiếng của micro. Thì micro cho ra cái sao tiếng dày, chắc, khỏe. Khi mà chúng ta hát nó có một cái điểm tựa nhất định giúp cho giọng của người ca sĩ người ta sẽ nổi bật hơn bao giờ hết. Và đặc điểm nổi bật hơn nữa ở cái dòng micro này đó chính là cái khả năng khi mà ngắt tiếng khi mà micro lỡ có va đập hoặc là rơi xuống đất. Thì đối với những cái dòng micro thông thường á, khi mà chúng ta lỡ làm va đập như vậy nè, chúng ta lỡ làm rớt á, thì việc chống chịu va đập cái đầu mic nó cũng rất là yếu. Và khi mà rơi xuống thì cái tiếng nổ lo nó sẽ phát ra, nó gây hú rít, gây khó chịu rất là nhiều. Và cái nhà hãng cũng đã thiết kế cho cái dòng micro này một chế độ gọi là chế độ tự ngắt khi mà rơi rớt. Đó là cũng là một cái điểm nhấn khá là thú vị đối với những anh chị em hay sử dụng micro vào các mục đích
như là kinh doanh hay là nhà chúng ta có những con nhỏ thì nó cũng là một cái dòng micro đáng để quan tâm. Thì dòng micro này hiện tại giá nó khoảng tầm 7 triệu rưỡi nha mọi người. Đó, 7 triệu rưỡi cho một cái bộ micro, và dòng này Thiên Vũ bán cũng khá là nhiều. Nếu mọi người quan tâm thì có thể tham khảo thêm về cái dòng Soundmic 599 RAW hay là mã này. Ok mọi người, thì sản phẩm thứ hai mà mình sẽ giới thiệu cho mọi người đó chính là dòng sản phẩm micro đến từ thương hiệu Việt Nam Navision. Thì đây là dòng sản phẩm micro Navision Audio No 86. Thì gọi là micro đèn bởi bên trong chiếc micro này tích hợp cái xử lý hệ thống đèn, nó tích hợp như là những cái bộ high-end, bộ ampli high-end của giới nghe nhạc, thì nó sẽ giúp cho âm thanh của micro cho ra chi tiết mộc mạc hơn bao giờ hết. Mình đánh giá thì cái chất lượng của cái dòng micro này nó cho ra âm thanh nó không thua kém gì Shure, và đặc biệt hơn thì cái chất lượng âm mic nó còn nịnh chúng ta một tí, giúp cho chúng ta dễ hát hơn, hát nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đó. Tuy nhiên thì cái độ nhạy của cái dòng micro này nó cũng không cao, nó như là Shure vậy đó mọi người. Đó, chất âm thanh nó mộc mạc, nó đơn giản, và cái độ bắt sóng của nó sẽ thấp, nên là việc chúng ta sẽ phải để micro ở cái phạm vi, cái khoảng cách nó gần với miệng chúng ta nhiều hơn để nó có thể lấy được cái độ nhạy của tiếng mic. Đó. Và chiếc micro này á, mọi người đã thấy nè, thiết kế tai mic cũng khá là sang trọng. Đó. Cái khâu thiết kế cũng khá là sang trọng, và cái lớp vỏ ngoài của chiếc micro này làm bằng nhựa nha mọi người. Đó. Nhựa phía trên này nó sẽ có một tí gọi là chất liệu là kim loại nhẹ, giúp cho chúng ta cầm chiếc micro khá là nhẹ. Thì nếu mà ai thích sử dụng những chiếc micro nhẹ tay, vừa tay, thì mọi người có thể sử dụng chiếc micro này. Thì hiện tại thì chiếc micro đèn Navision No 86 này nó có giá là khoảng tầm là 9.8 triệu. 9.8 triệu cho một cái chiếc cho một bộ micro chất lượng thương hiệu Việt Nam, nhưng chất lượng không thua kém gì những cái thương hiệu JBL hoặc là Shure. Và cái sản phẩm cuối cùng cũng là cái sản phẩm mà Thiên Vũ thường hay bán cho các khách hàng yêu thích những cái thương hiệu lớn, những khách hàng muốn nhà chúng ta tôn lên cái giá trị, thì chiếc micro này sẽ phù hợp cho mọi người. Đây mọi người, đây quá là quen thuộc cho mọi người rồi, thì đây chính là cái sản phẩm micro JBL VM300. Thì đối với sản phẩm micro JBL VM300 á, thì nó nhận được nhiều cái sự cải tiến sau micro VM200. Thì trước đó với chiếc micro JBL VM200 á, thì cái tiếng âm thanh micro của 200 nó sẽ mỏng hơn, nó chói hơn nhiều. Đó, và lần này thì sản phẩm nhà hãng cũng thiết kế cũng y hệt như VM200. Tuy nhiên về cải tiến âm học, về cải tiến chất lượng đầu mic cũng như là đầu thu nó tốt hơn, giúp cho âm thanh của mic ra nó đầm hơn, nó chắc hơn, nó dày hơn, giúp cho người hát sẽ có một cái âm thanh phải nói là nó vừa phải, nó cân đối, nó không quá chói mà nó cũng không quá trầm. Thì chiếc micro này hiện tại có mức giá của nó khá là cao, trước đó thì giá nó khoảng tầm 9 triệu thôi mọi người. Tuy nhiên thì đợt vừa rồi thì JBL lên giá, thì hiện tại cái mức giá của nó là rơi vào khoảng 11 triệu đồng cho một cái bộ micro, phải nói là cũng khá là chát. Tuy nhiên thì để lựa chọn sản phẩm mà chính hãng, lựa chọn một cái dòng micro chất lượng có bảo hành, có tem niêm yết của nhà hãng và có cái mặt thương hiệu nổi bật, thì VM300 là một cái sự chọn lựa cho những cái bộ dàn karaoke gia đình. Thì nói về JBL VM300 thì sẽ có một cái điểm lưu ý cho mọi người, đó là với chiếc micro này thì sóng của nó có thể bị chập dần hoặc là không thể sử dụng được nếu như chúng ta đang sử dụng micro ở những cái khu phá sóng như là những cái khu quân đội đó. Thì Thiên Vũ bán cũng nhiều và cũng gặp nhiều cái trường hợp, đó là khi mà chúng ta đem về nhà chúng ta mở lên thì nghe cái tiếng hú rít khá là khó chịu. Đó, thì không phải là micro nó bị lỗi đó mọi người. Tuy nhiên thì những cái khu đó thì cái sóng của micro nó đã bị phá rồi, nó không thể sử dụng được. Đó là một cái trường hợp hy hữu. Nên là đối với việc mà
để an tâm sử dụng mà sống ổn định, sống khỏe, sống mạnh, không sợ bị phá, thì mọi người có thể sử dụng micro sau mic 599 nè. Đó. Để mà sử dụng ổn định thì mọi người sử dụng sau mic 599. Tuy nhiên thì đối với những cái khu mà không bị phá sóng, những cái khu mà sao ổn định bình thường á, thì mọi người vẫn có thể sử dụng VM300 một cách bình thường và chất lượng của nó phải là rất là tốt. Về cái chất lượng âm thanh, về cái mặt thương hiệu nổi bật thì nó sẽ tôn lên được cái giá trị của bộ dàn karaoke của chúng ta. Đó là những cái sản phẩm mà mình giới thiệu cho mọi người, thì để đi chọn lựa những cái sản phẩm chất lượng thích hợp cho gia đình chúng ta thì nó cũng là một cái điều hết sức quan trọng. Thì mình mong qua video clip này thì mọi người có thể tự tin hơn, có thể cân nhắc cho mình được những cái bộ micro chất lượng dành cho bộ dàn karaoke. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm like, share, subscribe giúp kênh của Thiên Vũ nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.